Ukraine có thể đã khai hỏa tên lửa tầm xa vừa nhận từ Anh. Quan chức Nga cho hay không quân Ukraine đã phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow vừa được Anh chuyển giao để tập kích mục tiêu tại Lugansk. Dựa trên thông tin cập nhật, trong vụ tập kích ngày 12 tháng 5 tại thành phố Lugansk, quân đội Ukraine đã sử dụng hai tên lửa hành trình Storm Shadow cùng một quả đạn ADM-160B Mount. Phái bộ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Trung tâm Điều phối các vấn đề về tội phạm của Ukraine do Nga thành lập ngày 13 tháng 5 cho biết. Nếu được xác nhận, đây là lần tham chiến đầu tiên của tên lửa tầm xa Storm Shadow mà Anh vừa chuyển cho Ukraine. Trong khi đó, ADM-160B là loại mồi bẫy do Mỹ chế tạo, có thể được Ukraine triển khai để gây khó khăn cho lưới phòng không Nga tại Lugansk. Chính quyền Lugansk trước đó nhận định quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo Grom-2 để thực hiện vụ tấn công. Quan chức thân Nga ở vùng Donbass cho biết có 6 người bị thương trong vụ tập kích. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 5 thông báo không quân Nga đã bắn hạ một cường kích Su-24 và một tiêm kích MiG-29 của Ukraine tham gia vụ tập kích vào thành phố Lugansk bằng tên lửa hành trình Storm Shadow. Giới chức Nga cũng cáo buộc Ukraine đã nhắm vào hai mục tiêu dân sự trong thành phố Lugansk, gồm một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bằng nhựa polymer và một cơ sở chế biến thực phẩm. Kiev chưa bình luận về thông tin mà các quan chức Nga vừa công bố. Quân đội Ukraine hiếm khi tập kích thành phố Lugansk kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022, do thiếu các khí tài tầm xa có thể tấn công mục tiêu tại đây. Vùng ngoại ô phía đông thành phố Lugansk ghi nhận thêm một vụ nổ lớn vào sáng ngày 13 tháng 5. Leonid Pachetchik, quan chức Nga tại Lugansk cho biết lực lượng chữa cháy đã được triển khai tới hiện trường, song chưa cập nhật số nạn nhân. Một số nhân chứng mô tả vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà vỡ cửa sổ và khói đen bốc lên dữ dội tại hiện trường. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 11 tháng 5 xác nhận nước này đang viện trợ tên lửa Storm Shadow cho Ukraine nhằm giúp Kiev có cơ hội tốt nhất khi tự vệ trước Moscow, đẩy lùi quân đội Nga đang có mặt trên chiến trường Ukraine. Tên lửa có vận tốc tối đa 1.000 km/h, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250-560 km tùy biến thể. Bộ Ngoại giao Nga ngày 12 tháng 5 lên án Anh viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine, gọi đây là hành động thù địch với Moscow và mở rộng quy mô chiến sự. Một quan chức phương Tây cho biết Ukraine đã đảm bảo với chính phủ Anh rằng chỉ sử dụng tên lửa Storm Shadow để tập kích khu vực Nga kiểm soát sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022 cùng với bán đảo Crimea, không tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Phòng không Nga để lộ gót chân Asin tạo cơ hội cho Ukraine tấn công không thể chống đỡ. Người đứng sau cuộc tấn công gần đây vào Điện Kremlin có thể là Ukraine, chắc chắn đã hiểu rõ những điểm yếu nghiêm trọng trong lực lượng phòng không Nga. Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu CEPA nhận định. Vào đêm 3 tháng 5, một máy bay không người lái đã phát nổ trên nóc một tòa nhà ở Điện Kremlin, gây ra một đám cháy nhỏ. Chính quyền Nga cho biết hai máy bay không người lái đã tấn công Điện Kremlin với mục đích ám sát Tổng thống Putin và đổ trách nhiệm cho Moscow. Theo CEPA, thủ đô Moscow là khu vực trung tâm xung quanh luôn là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Nga. Hiện nay, việc bảo vệ thủ đô và các quận trung tâm do quân chủng phòng không và tên lửa 1 đảm nhiệm. Hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không của Moscow có cấu tạo phức tạp gồm hai lớp. Đầu tiên là hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược A-135M, thứ hai là S-50M, bao gồm các hệ thống điều khiển tự động Baikan-1 và Universal-1, các tổ hợp S-400 và S-300PM2, cũng như các tổ hợp phòng không Pansy. Tất cả chúng đều được hỗ trợ bởi các trạm radar khác nhau, cho phép phát hiện và dẫn đường cho tên lửa phòng không. Tuy nhiên, dàn hệ thống lớn này chủ yếu chống lại các cuộc không kích, tên lửa hành trình và đầu đạn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo CEPA, bảo vệ Moscow khỏi mối đe dọa từ máy bay không người lái chưa bao giờ là nhiệm vụ của các hệ thống phòng thủ tên lửa trong biên chế của quân đoàn 1. Cả chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 và học thuyết quân sự của Liên bang Nga đến nay đều không xác định máy bay không người lái là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong khi đó, việc các máy bay không người lái của Ukraine có khả năng và ý định tấn công các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga đã rõ ràng ngay từ mùa thu năm ngoái. Ukraine tuyên bố họ đang phát triển máy bay không người lái tầm xa và có kế hoạch chi 550 triệu USD cho các dự án như vậy vào năm 2023. Máy bay không người lái của họ đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới bên trong nước Nga. Vào tháng 11 năm 2022, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã kêu gọi tăng cường lực lượng phòng không để bảo vệ các cơ sở đặc biệt quan trọng. Nhưng việc nhận ra lỗ hổng phòng không này được cho là đã quá muộn. Vào tháng 1, nguyên phó tổng tư lệnh không quân Nga phụ trách hệ thống phòng không chung của cộng đồng các quốc gia độc lập. Trung tướng Itek Biyev đã đề xuất thiết lập nhiệm vụ phòng không 24/24 giờ tại các địa điểm chiến lược quan trọng, bao gồm Điện Kremlin.
Bộ Quốc phòng và trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Tuy nhiên, khuyến nghị của ông đã không được chấp nhận. Theo chuyên gia quân sự kiêm Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Yuri Kunutov, điều này có thể là do sau khi phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, hầu hết các hệ thống phòng không của Nga đã được di chuyển đến gần biên giới Ukraine. Việc bố trí các hệ thống phòng không trên mái của một số tòa nhà ở Moscow vào tháng 1 cũng cho thấy quân đội Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống tầm ngắn. Thưa quý vị, với tầm bắn từ 250 đến 300 km, tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow có khả năng tấn công vượt xa các hệ thống vũ khí mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine, bao gồm các phiên bản của hệ thống đạn dẫn đường tấn công trực tiếp hoặc hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Với uy lực như vậy, nhiều chuyên gia đã nhận định loạt vũ khí này sẽ thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine. Song phía Nga cũng đã có những biện pháp để ứng phó. Vương quốc Anh xác nhận đã chuyển tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine với kỳ vọng khí tài này có thể thay đổi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tờ Eurasian Times nhận định tên lửa Storm Shadow được xem là một trong những tên lửa hành trình uy lực nhất thế giới hiện nay. Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow sở hữu hàng loạt công nghệ tên lửa hàng đầu của Anh. Một trong những tính năng nổi bật là tên lửa này có kích thước nhỏ và cấu tạo giúp loại tên lửa này khó bị radar mặt đất đối phương truy dò và phát hiện. Mặt khác, nó có khả năng điều hướng bán tự động đến mục tiêu ở mức độ thấp bằng cách sử dụng kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS và bản đồ địa hình. Nếu Nga gây nhiễu bằng tác chiến điện tử khiến GPS bị vô hiệu, tên lửa sẽ sử dụng bản đồ địa hình để cập nhật vị trí, định vị lại mục tiêu tấn công. Đây là một tính năng quan trọng trong bối cảnh Nga là cường quốc về tác chiến điện tử. Một điểm mạnh đáng lưu ý của Storm Shadow là cơ chế tấn công. Khi tới gần khu vực có mục tiêu, tên lửa sẽ tăng mạnh lên độ cao đủ để xác định mục tiêu. Sau đó, tên lửa sẽ hướng xuống và kích hoạt một camera đo nhiệt độ có độ phân giải cao ghi lại bối cảnh trong khu vực. Từ dữ liệu sẵn có trong bản đồ địa hình, tên lửa sẽ xác định mục tiêu để lao vào. Đầu đạn Broad nặng 450 kg của tên lửa có khả năng xuyên phá vào lòng đất, tấn công bunker, trung tâm điều khiển, hầm trú ẩn máy bay kiên cố, đường băng, tòa nhà, cầu, căn cứ phòng không và tàu trong cảng. Đầu đạn uy lực với tầm tấn công xa có thể giúp Storm Shadow phá hủy những mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Song khi triển khai Storm Shadow cũng có không ít thách thức. Một trong những thách thức khi triển khai Storm Shadow là nó không tương thích hoàn toàn với các nền tảng phóng vũ khí mà Ukraine đang sở hữu. Về nguyên tắc, dòng tên lửa này có thể tích hợp trên các tiêm kích hiện đại của phương Tây như Rafale và Eurofighter Typhoon. Dòng tiêm kích này có thể lên chương trình bay cho tên lửa trước khi phóng, bao gồm hình ảnh hồng ngoại của mục tiêu, bản đồ địa hình kỹ thuật số, hệ thống phòng không của đối phương dọc theo đường bay. Storm Shadow dường như khó tương thích hoàn toàn với các tiêm kích chuẩn Liên Xô của Ukraine như Su-24, Su-25 hoặc MiG-29. Vì vậy, việc lập trình trước khi phóng tên lửa sẽ cần phải được thực hiện trên mặt đất trước khi vũ khí được lắp vào bệ phóng. Điều này gây ra hạn chế là tên lửa sẽ chỉ tấn công hiệu quả các mục tiêu định trước khi tiêm kích xuất phát, mà khó tập kích các mục tiêu phát sinh bất ngờ khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, dù Storm Shadow khó bị phòng không phát hiện, nhưng Nga cũng sở hữu công nghệ radar chống tàn hình khá hiệu quả. Tờ Investia cho biết, Nga đang sử dụng radar Niobium ở Ukraine để phát hiện máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa phóng loạt. Radar có thể phát hiện máy bay không người lái bằng vật liệu composite. Radar Niobium có thể quét các mục tiêu đa dạng trong phạm vi 500 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, radar Niobium được thiết kế để phát hiện máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa đạn đạo, tên lửa dẫn đường tầm xa, được bắn từ bệ phóng, hệ thống phóng nhiều tên lửa M270, thậm chí là máy bay không người lái, làm bằng vật liệu composite, trong khi Ukraine được cho là thiếu những hệ thống như vậy. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cảnh báo, mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow là không thể xem nhẹ, vì nếu nó qua mặt được các lá chắn phòng không, nó có thể gây ra sức công phá nghiêm trọng. Theo The Drive, Storm Shadow đã được chuyển tới Ukraine với cam kết rằng nó sẽ không được sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, mà chỉ tấn công trong phạm vi lãnh thổ chủ quyền của Ukraine. Do Anh và Ukraine công nhận Crimea thuộc về phía Kiev, nên các chuyên gia nhận định có khả năng Storm Shadow được dùng để tập kích các mục tiêu trên bán đảo này. Trước đó, các nước NATO nhiều lần bày tỏ lo ngại việc đưa khí tài tầm xa tới Ukraine có thể gây ra rủi ro khiến cuộc xung đột lan rộng vượt tầm kiểm soát.
việc Anh đưa tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine đã phá vỡ tâm lý chần chừ của các nước đồng minh phương Tây trong thời gian qua về việc cung cấp khí tài tầm xa cho Kiev. Và đây có thể trở thành một tiền lệ để các nước phương Tây khác ra quyết định tương tự.